Trời thật ơi, giờ nó tự thấy nó hay luôn. Chào cô chú chưa? Trời ơi, gì nó... Nè, uống này, uống. Uống xin tố dâu cho cô chú coi nè, uống xin tố dâu nha. Chơi lần đầu tiên trong đời uống xin tố dâu luôn cô chú. Xạo dễ sợ, té nè. Đứng đâu mà nè, mấy đứa nè. No. No. Bữa nay là nó cái gì mà nó không thích là nó đô rồi đó nghe cô chú. No. No. Anh ta giọng cho anh giọng cái gì. No. No. Bây giờ uống nữa không? Tết. Cái con này. Hai. Uống nè, uống miếng nữa nè, uống miếng nữa nè. Hồi nãy giờ em uống cũng nhiều rồi. Mà bây giờ uống nữa không? Nữa không? Nào. Nó tự lên ghế nó đứng nè cô chú nè, coi nó nè. Đó. Thôi bây giờ con xuống đi chơi đi cho mẹ dọn dẹp với coi. Nè bước xuống đàng hoàng. Làm sao? Ghế hả? Ừ, ghế ngồi á, con xuống đi coi. Vỗ tay. Good job, Jenny. Trời ơi, bà làm gì vậy? Đi xuống đi con. Đi xuống đi, làm chi chơi đi cho mẹ dọn dẹp đi. Đừng có lại đây nữa. Mẹ phải bỏ mấy cái ghế này lên. Đi đi đi, rồi anh kia chơi đi nha. Chúc mày làm mày quay. Này, ăn chuối không? Chuối, con nói đi, chuối. Đứng im nè, đứng im đàng hoàng. Đứng im đàng hoàng. Chào cô chú đi, hello cô chú. Nè, hello cô chú. Hello, nói đi, hello. Hi. Nè, mẹ cho con chuối nha. Rồi, ăn chuối. Nè. Happy birthday to you. Ăn đàng hoàng chứ đừng có ăn giỏ nghe. Đó cô chú. Cô chú thấy chay chưa? Nó nhảy đó, nó nhảy đó. Mới ăn. À, đừng ăn cái giỏ đây nè. Nè, ăn này nè. Đúng rồi. Ủa còn ăn căng miếng chuối. Căng. Ăn vậy mới đã chay ha. Ăn mình phải ăn vậy mới đã. Ừ. Ai chửi chửi ăn vậy mẹ. Nhiều lúc cô chú chửi thấy nó cũng vô lý quá. Nhiều chửi con nít mà nó chửi nó trời nó ăn giống như con mẹ nó vậy đó trời đất ơi. Thôi cô chú nào chửi thì người ta mang mang cái nghiệp cái miệng hả con ha. Chửi nhỏ vậy đó, nhỏ mới con tuổi rưỡi mà chửi nhỏ vậy đó chứ. Chạy đầu lại coi. Ê, tao đập vậy. Đứng lên chạy đầu coi. Mấy mày chạy đầu đẹp cho cô chú coi nè. Quá đẹp luôn. Quá dữ luôn đi. Quá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi. Đây đây, đây đây mày. Đây mày ra, đây mày thấy kìa. Cảm ơn mẹ đi con. Em khoái ăn chuối luôn cô chú rồi, sáng giờ em ăn lên, em đang ăn trái này, nửa trái này nữa là một trái chuối đó. Sáng ngủ dậy là mẹ cho ăn nửa trái chuối trước. Xong rồi ăn gì ta? Ăn nửa trái chuối xong ăn gì ta? Là nửa trái chuối xong ăn bánh. Ăn bánh nhân đậu xanh. Đó nhảy đó. Đó giữ ra. Trong iPad người ta nhảy sao lại vậy? Trời đất ơi. Ôi trời ơi. Đã chưa? Đâu à? Đâu á? Đó cái giỏ để chút mày đi dục. Cái giỏ để chút mày dục á.
Trời ơi, coi được đời không? Lại bỏ chú vô vỏ. Chưa, ai chưa ăn hết mà. Chưa hết mà, còn miếng trong ra. Coi chừng. Rớt. Good job gì đi. Rồi đem giục vỏ đây coi. Đem giục vỏ đây coi. Giục vỏ ở đâu? Trời đất ơi, có em bé nào mà giỏi hơn em bé này chưa? Hả? Có một cái em bé nào trên đời mà giỏi như em bé này chưa? Good job JD. High five. Good job. I love you, sweetheart. Làm gì vậy? Rồi đây nói chuyện cô chú cho mẹ nha. 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 Chơi. Chào cô chú chưa? Nói gì chào cô chú chưa? Hả? Ôm ơi, ôm Kỳ đi. Ôm Kỳ đi. Jay và Kỳ đôi bạn thân rất thân. Con này xạo lắm, tự nhiên mỗi lần nó nghe tiếng Kỳ là nó lấy cái nó lại nó mét mẹ nó. Nghe Kỳ quýnh nó là mà Kỳ quýnh nó từ hồi hồi tam nam tình bảo lục nào đó vậy nó. Xạo dữ lắm. Nó chạy lại ôm tay á, nó kêu nó nghĩ là nó nhõng nhẽo, nó nói mẹ Kỳ quýnh con mà Kỳ quýnh từ hồi nam tình bảo lục nào á. Đó đó, ta nắm đuôi người ta lấy ra đó, xạo xạo đó, thấy chưa? Xạo thấy chưa? Để cho Lucky ăn đi chay. Con chơi vậy đó, người ta đang đứng đi làm gì vậy? Chị chơi gì kỳ vậy? Thương yêu là thương yêu lúc khác, lúc này để người ta ăn. Chạy. Kỳ trốn con này kìa. Trời đất ơi, con đã lấy cái màu, nó lấy phấn nó vẽ kìa trời. Bây giờ tôi mới thấy luôn trời ơi. Rồi. Thấy chưa? Rồi, ở đây vẽ bên đây nữa nè. Có được đời không? Vẽ đi đất rồi nè. Đứa nào đây nè. Ê, come here, lại đây. Đây, chơi. Chơi rồi, ai vẽ này đây chơi. Ai vẽ này đây con. Ai vẽ này đây. Thôi đất ơi, ai vẽ đó. Ớ ngăn bà dễ sợ chưa? Ai vẽ? Thôi nó biết á, nó biết là cái này là cái chỗ này đen đen nè, là vẽ được cái đây nè. Thấy em hay ha, hay đời không? Đen đen vẽ cái phấn mới ra. Trời ơi, chỗ nào có cây là đứng vẽ hết. Hay ho ghê ta ơi. Thôi lại đây đi. Đây cô chú ơi, bây giờ chơi nè. Hát nè nha. A B C D E F G. Con hát gì đi. Này, đứng này nha. Đây hát đây. Không biết hát cả nhà. A B C D E F gì? Ôi trời dữ rồi ta. Dân trận mắt dữ rồi ta. G đúng rồi. A B C D E F D. Đúng rồi, cứ chơi vậy đi.
hát cho cô chú nghe này nha. Đây nè nè, A B C D E F F gì? F gì? Hát đi con. G. Đó. Rồi hát lại nè. Hát lại đi. Vậy tiếp đi tiếp. A B C D E F. F gì? F gì? Con hát đi. Lạc cho lạc giờ. Hôn mẹ miếng. Thương mẹ để đâu? Hả? Trời ơi, bữa nay hát biết hát bài B C D E F G người ta ơi. Đứng lên đàng hoàng. Trời ơi, con cái gì vậy? Giống gì? Cái tướng này đó. Này là dán đứng bên tay đó chứ không phải dẫn rồi nha. Trời ơi, cô chú, mấy ông, mấy bà, mấy cô, mấy chú với Bến Tre coi chay nhiều lắm chay ơi. Bà ngoại mày về Bến Tre là ai cũng kêu bà ngoại á. Coi. Ra mẹ coi. Lại đọc cho Thỏ nghe coi. Lại đọc bài BC cho Thỏ nghe coi. A B. Thầy biết đọc bài BC thấy chưa? D E F. F. Hết đi chay. G. Good job, JD. You got it. Rồi vậy là ngày nào mẹ cũng hát bài này có trăm lần nè. A B A. Đúng rồi. C D E F. F gì? Z. No. Sao? Mấy ngày nay trời cũng vẫn còn, trời đất ơi, nó lạnh quá cô chú ơi. Lạnh mà kiểu mà giờ cũng mặc, lẽ đồ ấm của chay cũng cất vô bớt hết rồi. Ta nói hả, tháng 5 rồi mà cũng vẫn còn lạnh, biết sao không? Tại vì lạnh với mưa. Nguyên tuần sau là bắt đầu mưa tiếp. Tại vì á, một cái câu tiếng Anh người ta hay nói là April shower bring May flower. Có nghĩa là hả, mưa ở tháng 4. Rồi mày nói chuyện cô chú coi. Mưa ở tháng 4 để cho hoa rồi hả, cây lá đồ này kia nó mọc rồi đó. Nên là cuối tháng, đầu tháng 4 với tháng 5 là nó, cái thời tiết nó cũng không có được đẹp cho lắm đâu. Nên là trời ơi, bực mình dễ sợ luôn á. Tới bắt đầu cuối tháng 5 đó. Phải thật sự là tới cuối tháng 5 á. Hoặc là cái tuần mà ma đờ đi hay cái tuần mà giữa tháng 5 đầu này kia mới bắt đầu là nó được lên chút, chứ còn giờ hả mệt dễ sợ luôn á. Đi ra ngoài còn phải mặc áo khoác mà chứ còn. Ê bậy, không có được vẽ lên xe hơi. Trời ơi, tôi nói xong rồi nãy giờ nó vẽ bữa giờ xong xe hơi rồi. Mày giỡn mặt không? Thôi vẽ đi, mua mốt ba chùi. Ba nói hãy vẽ bằng cái gì, vẽ miễn vẽ bằng cái bút màu đó được rồi, bút màu đó chùi ra được. Trời ơi, coi nay không đi lấy cái màu trắng lên cho nó vẽ, chứ mấy cái màu đen đâu vẽ hay sao? Vẽ đâu lên đâu vậy hết. Ba nói miễn cầm cái cây màu đó vẽ là được rồi. Màu đó vẽ ba chùi được. Có đồ chùi ra. Bà cố hả, mẹ kể con cho bà cố nghe. Bà nói chưa đâu, nó còn vẽ hết nhà, không có cản nó được đâu. Bà cố mới nói vậy chay. Hồi bữa hôm qua con ngủ mẹ nói chuyện bà cố nè. Mẹ nói trời đất ơi, nó vẽ cùng nhà khắp xóm bà cố ơi. Cái bà cố mới nói chưa đâu, nó chưa có dừng lại tại đó đâu.
Rồi, giống như y như là mình là người nổi tiếng hay đi lên xe hơi ký tên vậy đó. Vô chống chi vậy? Chen chống chi vậy? A B gì? C D E F F gì? Đúng rồi. Ờ. A B D E F F gì? Trời ơi, cô chú ở bên này chay biết hát A B C với G rồi cô chú ơi. Quá dữ chưa? Ngoại thấy chưa ngoại? Mấy ngoại thấy chưa? Mấy ngoại thấy gì bên này chay biết hát chưa? Mốt mốt lớn lên mình dạy hát bolero. Thấy không? Mình là mình phải hát mấy cái nhạc mà ngày xưa nó mới thấm đẫm tình quê hương, hiểu không? Mai mốt quá hả? Mà trời ơi, tự nhiên mấy ngày nay mẹ mẹ của Chay với hả nghe lại mấy cái bản nhạc mà thời mà trời đất ơi, của làng Sóng Xanh rồi, mà mấy cái bản mà đốt cái gì đó, mấy cái bản mà trong top 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 10 của làng Sóng Xanh ngày xưa đó, trời đất ơi, nghe lại cái là thấy thấy trời ơi, mấy ca sĩ này đã từng làm nên tên tuổi của những bài hát này: Phương Thanh, Nam Trường, Đan Trường, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Đào Minh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Thanh Thảo đó. Trời ơi, ngày xưa mấy ca sĩ đó là nó mốt là những cái bài hát đó là sẽ được Chay hát lại cho cô chú nghe. Để im đó, để cô chú hãy đợi đấy. Mai mốt là những cái bài hát nổi tiếng của làng Sóng Xanh là Chay sẽ hát lại cho cô chú kìa. A B thầy B dây A B hát không? A B thật rồi, cái ghế rồi nó làm cái bà nó đi, cái ghế này cũng 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 cũng, cũng dơ quá rồi. Ấy trời ơi, nó vẽ trên bồn cá này kìa. Cá đâu? Chay, con vẽ ở nhà con vẽ được chứ, mai mốt con đi qua nhà người ta con đừng có cầm đồ, xong con vẽ vậy cho chay nha. Nha chay nha. A B gì vậy? Gì vậy? Ba chuẩn bị về đó. Có chừng nửa nửa tiếng đồng hồ nữa ba về tới đó. Này thứ mấy ta? Trời đất ơi. Hôm nay là ngày thứ sáu. Mà có nghĩa là gì? Có nghĩa ngày mai là mẹ đi làm. Nhưng mà bây giờ cũng nói với cô chú luôn nè. Ba chay là dạo này là có nhiều, rất là nhiều bài để học. Nên là chắc thứ bảy là ba chay sẽ không có quay clip cho chay khi mà mẹ không có nhà được đâu. Nên là nhưng còn nếu mà mẹ đi làm về mà mẹ mệt quá mà không có làm clip chay nổi đó là con mẹ cũng không có quay luôn. Nên là có gì á, bây giờ thứ bảy cho chay nghỉ. Nghỉ diễn bữa cô chú. Bây giờ là diễn từ thứ hai tới thứ sáu rồi. Thứ bảy cho nghỉ diễn. Rồi chủ nhật nè, chủ nhật đi bơi nè. Nên là bây giờ biết sao không? Tại vì càng càng tới cuối cuối cái tại vì tháng 1, tại vì năm này là năm cuối của cái trường học, nên là ba của Chay học bài càng ngày càng 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 nhiều hơn, càng khó hơn, càng tốn nhiều thời gian hơn. Là khi mà Chay ngủ lên là ba Chay sẽ gì con sẽ học bài, nên là sẽ không có quay clip Chay. Nên là cô chú mà thứ bảy là cô chú
Đây đây đây, mày dựng máy xuống rồi, mày dựng nè, cho dựng máy xuống rồi. Tao tát bạc tay nghe. Tại sao la? Xin lỗi mẹ. Rồi. Không có la nghe chưa? Xin lỗi mẹ chưa? Giỏi. Xin lỗi cô chú. Giỏi. Qua cô chú cái đi. Giỏi. Rồi bây giờ nè. A B C D E F. Đọc đi. G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? JD, JD, yes mama, eating sugar, no mama, telling lie, no mama, well open your mouth. Trời ơi, con nói kìa, con nói đi, nó hồi nãy con chưa thấy gì không? Thấy nó khoanh tay không? Khoanh tay lại coi, khoanh tay lại coi. Khoanh tay lại coi. JD, JD, yes mommy. Eating sugar, no mommy. Telling lie, no mommy. Well, open your mouth. Open your mouth. Open your mouth, sao? Open your mouth. Ha, ha, ha. Thế mày coi hiện tại bây giờ là mấy độ C ngoài đó chạy? Hiện tại bây giờ là 11 độ C ở ngoài đó đó cô chú. À, cao nhất là 12 độ C, còn thấp nhất là tối nay là sẽ xuống thấp nhất là còn 5 độ C. Thấy không? Thấy chán trường không? Chủ nhật này thời tiết đẹp nè. Chủ nhật này 21 độ nè, quá đẹp luôn nè. Chủ nhật này chơi được đi bơi đúng ngày luôn nè chơi nè. Ngày mai á hả? Mà ngày mai mà mẹ đi làm là nó no. Trời đất ơi. Nó chơi vậy đó. Nó nói no. Giữ giờ ngồi nè, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi lên, đúng rồi. Ngồi chờ ba nha chứ, nhờ chờ ngồi chờ ba về nha chứ. Đây mày lụm chưa? Mày con. À mày chưa. Thank you. Ừ, kêu, đúng rồi. Đó, ngồi. Trời. Ngồi đàng hoàng nha. Dạ. Ngồi chờ người nơi ấy đi nha. Ba về chưa? Ai à? Ai à? Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu. Ủa sao tới tối thui vậy? Dạ. Chuyện gì? Cho cô chú đi. Cho uống đi, uống đi. Vô. No. Vô. Ủa, trời đâu có dữ chưa. Vô. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy?
coi tầm 7 không à. Vô hả? Vô dưới chiếc xe hả? Vô cô chú đi. Nó vô. Đó, đó, đó. Đó hồi nãy nãy giờ Ngọc ra cũng đã nói rồi là ngày mai nha cô chú, ngày mai là không có video clip của Chay nha cô chú. Đi làm về đuối quá, ngồi mà edit video clip thêm mấy tiếng mấy đồng hồ nó mệt lắm. Thôi. Cô chú cho nghỉ bữa. Chủ nhật gặp chủ nhật Chay sẽ gặp lại cô chú. Chứ cô nó hoài cũng chán thì bà chứ có gì đâu cậu cái con này. Hả? Hả Chay? Ôi chán thì bà luôn. Đi vòng vòng xạo cho được cái gì đó. Nhón nhón chân. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu hiệu. Ừ. Cái người mà hát cái bài chờ người đây ấy tên gì mất tiêu rồi, cái gì đó. Cái gì Uyên gì đó. Sao giờ hết thấy hát rồi ha. Đây nó nghe nè, thấy tả đầy quá nè. Mày thấy cái tả đầy rồi đó, đi thay tả nè. Tả đầy chưa? Con ngồi tướng. If you really happy then you clap your hand. Clap vô hên mà, bậy không à. Vỗ tay. Còn chừng nào mới hát tập vô fit á, mới là dậm chân. Baby shark to do mommy shark to. Đây là, ê, đi thay tả đi, cái tả đầy quá rồi. Thay đi, đứng lên, come in. Come. Ngồi là mày thấy cái tả là quá mệt mỏi rồi nè. Đứng lên đi. Đây nè, hả mình nha. À mày chưa à. Một con này đứng em, đứng em cho cô chú thôi. Rồi đứng đây nè. Rồi đứng này, hả mình nha. Nè. Núp vô, núp sạch hết luôn. Thử xem chưa? Ngon không? Cho cô chú uống miếng không? Giỏi quá. Thôi cô chú ơi, cái video clip của em kết thúc tại đây nha cô chú. Hôm nay thì mẹ cũng chỉ quay vòng em sơ vậy thôi. Nhưng mà bữa nay em biết được nhiều cái mới ha cô chú ha. Trong mỗi cái video clip đó, đều có một cái gì đó mới. Chút thôi, không nhiều, không có nhiều, chỉ là chút thôi. Nay là biết hát ABC nè, DEFG nè. Rồi xạo hơn nữa, ngày nào cũng xạo á. Thì thôi cô chú, ngày mai cô chú nghỉ ngơi bữa nha. Chú nghỉ ngơi làm việc rồi kia bữa đi. Rồi cái hẹn gặp lại cô chú ngày Chủ nhật. Chủ nhật không ta? Chủ nhật sáng, chủ nhật này, tối chủ nhật bên này là sáng thứ hai bên kia rồi. Đó, hẹn gặp lại cô chú. Đúng rồi, sáng thứ hai bên kia, thứ hai á. Tại vì bữa nay là bây giờ là tối thứ sáu bên này là sáng thứ bảy bên cô chú rồi. Hẹn gặp lại cô chú vào sáng thứ hai. Cô chú thích cái video clip này cho Chay một cái like nha cô chú. Share cái video clip này ra giùm Chay nha cô chú. Rồi bây giờ con bye bye cô chú cho mẹ đi con. Gái ơi. Vàng ơi, vàng. Vàng ơi. Vàng. 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 Bye bye cô chú đi vàng. Coi chừng ngang. Ừ thì nó bye bye mà nó không bye bye luôn, nó lo chơi kìa cô chú. Thôi chào tạm biệt cô chú nha, Ngọc sẽ
làm cái video clip bây giờ mấy giờ rồi? 6 giờ rồi, 6 giờ 15 rồi, giờ làm là đăng lên là 7 giờ đó. 7 giờ ở bên Mỹ là 6 giờ Việt Nam đó. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha, bữa nay có clip sớm nha cô chú. Bye bye. Chạy đi, can you say bye bye please? Không là không.